Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nông dân tỉnh Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2023-2024. Năm nay mía được mùa, được giá. Tuy nhiên, việc thu hoạch diễn ra chậm, nhiều nơi thu chưa đạt 30% diện tích mía. Hiện nay, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tải trọng xe vận tải hàng hóa. Các nhà xe phải đảm bảo đúng tải trọng, không được cơi nới thành thùng xe, nên giảm lợi nhuận, không còn mặn mà trong việc vận chuyển mía, dẫn đến việc thu hoạch mía chậm hơn so với hàng năm. Hàng năm, vụ mía ở Đắk Lắk bắt đầu thu hoạch từ tháng 12 và kết thúc vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, năm nay do khó khăn trong khâu vận chuyển, nên việc thu hoạch kéo dài, nhiều nơi thu hoạch chưa đến 30% diện tích. Điều này đã ảnh hưởng đến năng suất và tiến độ vụ tiếp theo. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị thu mua mía để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con. Trước mắt có công ty mía đường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường số lượng xe vận chuyển, đồng thời cam kết hỗ trợ thêm 45.000 đồng trên một tấn mía trong vận chuyển, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía. Hiện tại khó khăn là cái tình hình vận chuyển là đang siết chặt cái tải trọng, nên hiện tại là số lượng xe là chở ít hơn so với mọi năm. Cho nên là công ty sẽ tăng thêm cái cước là 45.000 trên tấn, để cho trạm là ký hợp đồng thêm xe vận chuyển, để vận chuyển mía thông suốt cho khách hàng. Mà Đắk là địa phương có diện tích trồng mía lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với hơn 6.500 hecta. Do trên địa bàn không có nhà máy chế biến mía đường, nên mía sau khi thu hoạch phải vận chuyển đến nhà máy đường 333, cách vùng nguyên liệu mía 30 km, hoặc phải vận chuyển đến nhà máy đường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, với khoảng cách gần 100 km. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tải trọng, cơi nới nên nhiều chủ xe không mặn mà bốc hàng, khiến nhiều ruộng mía không thu hoạch được hoặc chặt xong 3 đến 5 ngày nhưng vẫn không có xe đến chở. Xe đến cứ chặt xong đến đâu, bốc đến đấy, như năm nay là chặt ra có thể có khéo là phơi đến tận 5-7 hôm thì mới bốc được hết ruộng mía. Đây như bà con nhìn đây, mía chặt ra đây khô hết rồi. Cái thời gian mà thu hoạch thì nó cũng có phần trễ hơn so với mỗi năm, là do bên nhà nước mình còn khống chế cái xe về sẵn cái chở quá tải quá khổ gì đấy, nên là nó đâm ra thu hoạch nó kể ra nó cũng hơi chậm một chút xíu so với mỗi năm. Mía thì nó chín, thực tế mía này nó chín từ trong Tết rồi, từ tháng 12 nó chín rồi. Kiến nghị đề xuất rằng là cái thứ nhất là đối với các cái đơn vị công ty mía đường mà đã ký kết với vùng nguyên liệu của bà con thì phải tăng cường cái đầu xe, làm sao là cẩn trương để thu hoạch mía cho bà con cho nhanh, để đảm bảo cái thời vụ, đảm bảo cái năng suất. Cái thứ hai là trong cái cơ chế chính sách thu mua đấy thì cũng nên mở rộng và cũng phải thu mua hết cái lượng mía cho bà con. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 13.000 hecta mía năm nay được mùa được giá, nhưng người trồng mía cũng lo lắng chi phí sản xuất, phân bón, nhân công, phí vận chuyển tăng cao. Để người dân gắn bó lâu dài với cây mía, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đang rà soát xem xét để xây dựng những kho bãi, nhà máy đường tại các vùng nguyên liệu mía nhằm giảm bớt chi phí trong khâu vận chuyển. Đồng thời khuyến cáo người dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc trồng chăm sóc nhằm giảm bớt chi phí đầu tư và nâng cao năng suất thu nhập.